Trong sự tiếp xúc giữa người với người Tình huống xung đột nhiều nhất chính là ở lời nói Nhưng lời nói khơi ra xung đột Tục ngữ nói Vì quý vị khơi ra xung đột Thì tính khí nổi lên Nhất niệm sân tâm khởi Bách dạng chướng môn khai Chứng môn này ở đâu? Chúng ta trước tiên suy nghĩ xem Dùng lời nói không tốt Nóng nảy sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Trăm ngàn chướng ngại sẽ hiện ra Chướng môn khai Chướng ngại cái gì của mình? Tâm lượng Cũng chứa ngại quan hệ tốt giữa người với người Quý vị nội nóng 5 phút thôi Nhưng quý vị phải tốn bao nhiêu thời gian Mới có thể đem những cái hiệu quả không tốt của nóng nảy này diệt trừ Tốn bao nhiêu? Cho nên giận khó nghĩ Đây ở trong chính suy nghĩ quân tử Nhắc nhở chúng ta giận dữ không nên phát ra Cẩn thận vì phẫn nộ đã phát ra Rất khó trở về lại hình dạng như ban đầu Thậm chí có thể nói là không thể trở về lại Cho nên giận khó nghĩ Tôn ngữ lại nhắc đến Giao sắc các thân còn dễ lành Giao sắc các thân còn dễ lành Có thể một hai tuần lễ thì có thể lành Nhưng lời ác hại người Sẽ nắm trong lòng họ bao lâu hận khó quên cuộc đời ngắn ngủi như vậy vì sao không đổi đại tốt với nhau chúng ta thấy được kết quả như vậy từ từ phải tìm ra phương pháp đối trị phẫn nộ của mình công phu đối trị này phải luyện đến trình độ nào luyện đến trình độ của chữ nhẫn chúng ta xem đi chữ hồi ý Sao gọi là công phu của nhẫn? Trên đầu một con dao, bên dưới một cái tâm. Ý của nó nghĩa là gì? Nghĩa là người ta nắm một con dao đâm vào tim của quý vị, quý vị phải như như bất động. Cho dù anh có mắng tôi thế nào thì tôi cũng không mắng lại. Một cái tác tai, quý vị có thể nhận đến công phu này. Tất nhiên có thể khiến người xung quanh rớt nể phục. cho nên nhẫn là đại học dẫn quý vị mọi lúc mọi nơi đều đang thử nghiệm công phu của nhẫn ví dụ bây giờ đang nghe bài cũng là đang thử nghiệm nhẫn nại có đúng không nhẫn không nên ngủ gộ từng có một cô gái cô ấy nói với tôi cô ta nói thầy thái văn hóa trung quốc rất hay đều có cái nhẫn đó Rốt cuộc nhận đến lúc nào Cô ta đối với chữ nhẫn này không biết làm sao Tôi nói Nếu như tâm trạng của cô như vậy Tôi bảo đảm cô nhất định nhận đến núi lửa phun trào Ví dụ nói đã học những bài này Biết được vợ chồng phải thông cảm cho nhau Trở về đột nhiên trở nên rất siêng năng Bắt đầu quét nhà Dọn dẹp trong nhà Nhưng chồng không nhìn thấy Cho nên người vợ vừa quét Vừa nhìn xem chồng có để ý hay không Quét một tuần lễ Ông chồng cũng không có phản ứng gì Đột nhiên tức giận nổi lên sau đó mang cái chội ném xuống đất nói Tôi làm nhiều việc như vậy mà anh cũng không thấy sao Nếu sự tức giận này không kiềm chế được Bầu phát sẽ như thế nào phí công nhọc sức Ông chồng lập tức nhìn quý vị với ánh mắt lạnh lùng nói Thế mà cũng nói là học đệ tử quy Cho nên công phu của nhẫn Là phải có thể nhẫn được thật rõ ràng Vì việc lớn mà suy nghĩ Vì mỗi người Ví dụ lấy vợ chồng để nói Đến từ mỗi gia đình không giống nhau Cho nên thói quen sinh hoạt khác nhau rất nhiều Gọi là đóng băng ba thứ Không thể tan ra trong một ngày Chúng ta đã hiểu được Biết được thay đổi tuyệt đối Không phải một lần là xong Lúc này quý vị nên an tâm Người khác đúng hay không là việc của họ Bản thân tôi có làm tròn bổn phận mình hay không vốn là phải làm như thế Cho nên làm được tâm an lì đặc tự nhiên thân giáo của quý vị sẽ truyền ra ngoài quý vị khiến cho nước chảy thành sông nếu chúng ta hiểu rõ thì có thể bao dung bây giờ quý vị trở về bảo con cái nên siêng năng quý vị không thể nói nó không có lập tức siêng năng thì quý vị tức chết đi được đây không phải còn cái sai là ai sai tự thái độ của chúng ta không đúng cho nên trở thành thói quen tất nhiên có một quá trình tuần tự từ từ chúng ta nên như pháp tự nhiên mà làm nhẫn nên vì mọi người mà nghĩ vì ở trong gia đình vợ chồng nếu như hay cãi nhau ở trong công ty Giữa đồng nghiệp nếu như hay cãi nhau Vậy gia đình này không khí đoàn thể thật là không tốt Nhà với đoàn thể tất suy bại Chúng ta có thể nhẫn nhịn được Chính là vì mọi người mà suy nghĩ Mọi nơi quý vị đều có thể nhẫn nhịn Cũng sẽ thức tỉnh tâm tàm quý của đối phương Cho nên nhẫn này Nên nhẫn được rõ ràng Nhẫn được vì mọi người mà suy nghĩ Chúng tôi lúc lên lớp dạy ở Bắc Kinh Có một vị nữ sĩ Cô ấy cũng hơn 50 tuổi Học xong bài Xuất tác đệ Hôm đó liền gọi điện cho em gái của cô Chỉ vì một cái miệng Mà chị em họ đã hai năm không nói nửa lời Cho nên cô vừa nghe xong Cảm thấy tự mình sai Thì lập tức gọi cho em của cô Điện thoại vừa cầm lên Cô nói Em gái chị xin lỗi Khi từ cô mới nói được ba chữ Chị xin lỗi Em cô ấy lập tức dở òa lên khóc Hai người đều như thế Đang buồn về chuyện đó tôi nói cũng may mới hai năm nếu như cứ tiếp tục như thế bảo đảm hai người có nguy cơ ung thư lớn huyết mạch đều không thông khổ nào hơn vậy cho nên quý vị thì một lời xin lỗi thì quá giải được tất cả hiềm khích quá giải này không chỉ viên đá trong lòng chị em rơi xuống Còn có viên đá của ai cũng rơi xuống Cha mẹ Đời người thật sự có thể đi đến hạnh phúc mỹ mãn Chỉ cần chúng ta buông xả những thói quen không tốt Chấp trước không tốt Nhất định sẽ càng ngày càng viên mãn vậy bây giờ chúng ta biết đối với phẫn nộ phải biết thu phục phải biết ngăn chặn các bạn quý vị xử lý như thế nào khi đang phẫn nộ quý vị dùng phương pháp nào chúng ta thảo luận một chút mọi người có thể kiến hiền tư tỳ cùng nhau mai dũa một lúc phương pháp nào bạn này Từ bi lân mận Rất tốt Chính là mở rộng tấm lòng Tự nhiên thì không có chứa ngại Còn phương pháp khác không? Phương pháp này quá cao Tôi có thể phải rèn 3 năm, 5 năm Cho nên xử lý nộ Thực sự cũng rất quan trọng vì nộ khí của người đó chưa dứt trừ Nó sẽ chứa ngại thân tâm của quý vị Tôi ở Thượng Hải Thảo luận với rất nhiều bạn Thì họ nói Điện thoại khóc Nói với người nào đó một lúc Mang những nộ khí này nói ra Tôi nói sau khi quý vị nói xong thì sao Họ nói thoải mái nhiều Tôi nói quý vị đã thoải mái nhiều Nhưng đối phương không thoải mái Đối phương nghe xong nói, cuộc đời thật khổ, tại sao xung đột nhiều như vậy? Cho nên chúng ta không thể mang rác đi giết lung tung. Rất nhiều người đều làm thùng rác. Có hay không? Làm thùng rác sẽ có tình trạng nào xảy ra. Đến lúc rác tràn ra ngoài... Quý vị thì rất nhiều người chuyên môn làm tâm lý trị liệu cho người khác Đến cuối cùng họ như thế nào? Cho nên chúng ta nhắc đến cảnh giới cao hơn Nên làm lò đốt Rác vừa đến thì lập tức như thế nào? Đùng, mang nó đốt đi Cho nên cái này nên thấu qua đức hạnh của mình Giống như vừa này vị này nói Dùng tấm lòng từ bi nhân ái Đáp án kỳ thực là ở chữ Hán Cho nên chúng ta sau này đối diện chữ Hán Nên thêm phần tôn kính. Bởi vì lão tổ tông tạo ra Trên toàn thị giới Duy nhất có một loại Có thể mang triết học nhân sinh nói ra Thì chỉ có chữ này Ngoài chữ này ra không còn chữ nào Chúng ta xem nộ Chữ hồi ý Phía trên một chữ nô Phía dưới một chữ tâm Nói lên rằng Khi một người phẫn nộ Tâm của họ đã bị nô lệ rồi Bị những thói quen xấu này Nắm lấy mũi giác đi Muốn họ đi đông Họ cũng không dám đi tây Cho nên chúng ta đi quan sát Rất nhiều người tức giận xong Nói tôi giờ nãy tại sao như vậy rất khối hận đúng không? Nhưng cũng không cách nào kéo về lại